Kênh Đăng Lợi TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với Hoa Kiển Minh Trí, địa chỉ xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với Hoa Kiển Minh Trí. Chào anh chị. Dạ con xin kính chào các cô các chú các anh các chị. Hôm nay con trở lại kênh Bonsai Cần Thơ LTK Bonsai để con giao lưu với cô chú với anh chị là gồm có khế gân, việt quế với bông trang con sữa thành phẩm nha cô chú anh chị. Bông trang xưa, bông trang đỏ. Số điện thoại con là 0907 970 827. Địa chỉ con là ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Thì con cũng không có làm mất thời gian cô chú với anh chị, con vô hai cây nguyệt quế bự bự số 1 cho cô chú tham khảo. Dạ, để con hạ cái chiều cao cho cô chú xem ha. Chương trình con là miễn phí ship tới nhà cô chú hết trơn nha cô chú. Còn nguyệt quế này là con bao sống cô chú là 2 tháng từ ngày cô chú nhận cây. Chiều cao đó, để con quên đó. 110. Cây này nó tứ diện. Dạ, để con hạo cái hoành thân cho cô chú xem. Hoành thân nó con đo tại cái vị trí này là 44 nha cô chú anh chị. 44. Còn hoành cũ chắc cũng hơi bự, hoành cũ 100 đây, hoành cũ 100. Rồi mã số 1 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 3.600.000. Chương trình con miễn phí ship tới nhà cô chú luôn. Có hai cây hơi bự bự, còn nhiều cây nhỏ nhỏ không cô chú à. Dạ con xin phép đổi cây luôn. Đây. Quá trời nặng. Mã số 2. Mã số 2 này hình thú. Mã số 2 này nó cái lưng nó bị bể nha cô chú anh chị, bể mà nó sành trơn à. Bể mà sành cứ ngắt à. Sành ngắt rồi lấy keo thay vô, nó lành vô rồi, nó lành vô muốn hết. Đây con hạo chiều cao cô chú xem. Chiều cao nó là 86. Bên đây nó cũng có lũng lỗ, mà lũng lỗ này nó cũng hơi cạn. Lũng lỗ cạn yêu à, mà nó cũng sành hết trơn. Nhánh của người ta đó là ta cắt nè, cắt rồi dở lạnh hết trơn nè. Mà mã số 2 này, mã số này đẹp lắm, thú đẹp dữ lắm luôn. Dạ. Chiều cao nó là 86 nha cô chú anh chị. Đây con hạo hoành thân luôn. Hoành thân nó đo tại trí này là cũng 44 luôn nha cô chú anh chị. Hơn 44 mà con tính 44 thôi. Rồi hai cái này con đăng giá cũng như nhau luôn cô chú anh chị ơi. 3.600.000 phải không? 3.600.000. Nếu mà ai lấy cặp này thì con thương lượng. Dạ con xin phép đổi cây luôn. Mã số 3. Mã số 3 của chú anh chị. Mã số 3 này để con hạ chiều cao cho cô chú xem ha. Chiều cao của nó là 55. Hoành thân của nó tại chín này là 34 nha cô chú anh chị.
còn thân nó là 34. Rồi mã số 3 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.100.000. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 4. Mã số 4 này có cành bay nha cô chú anh chị. Rồi, con hạo chiều cao nó là 58. Hoành thân nó con đo tại chín này là 30 nha cô chú anh chị, 30. 30. Rồi mã số 4 là con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.200.000. Chương trình con miễn phí ship tới nhà cô chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 5. Số 5 để con hạo chiều cao cho cô chú xem ha. Chiều cao nó là 88. Rồi con hạo hoành thân luôn. Hoành thân nó con đo tại vị trí này là 24 nha cô chú anh chị. 24. Rồi mã số 5 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 900. Chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Mã số 6. Mã số 6 này lấy con hạo chiều cao cho cô chú xem ha. Chiều cao nó là 72. Hoành thân nó tại trí này là 26. 26 nha cô chú anh chị. 26. Rồi mã số 6 là con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.000.000. Chương trình con miễn phí ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đỡ cây luôn. Mã số 7. Mã số 7 để hạo chiều cao của chú xem ha. Chiều cao nó là 88 nha cô chú anh chị. Rồi, đó là con hạo hoành thân luôn. Hoành thân nó tại trí này cũng đo là 27 nha cô chú anh chị. Hơn 27 cũng tính 27. Rồi, mã số 7 này con cũng giao lưu với cô chú với anh chị là 1.000.000 luôn. Chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Cây này cây chân cành thành phẩm nha cô chú anh chị. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi, mã số 8. Mã số 8 này con hạo chiều cao cho chú xem. Chiều cao nó là 86 nha cô chú anh chị. Hoành thân nó con gác thước tại chỗ này luôn là 25. 25 nha cô chú anh chị. 25. Rồi mã số 8 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.100.000. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Số điện thoại con là 0907970827. Địa chỉ con là ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha cô chú anh chị. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 9. Mã số 9 này để con hạ cái chiều cao cho cô chú xem ha.
chiều cao nó đo hào hào khoảng này là cả 82 nha cô chú anh chị. 82 chiều cao. Đây các thước khoảng này đây là gần 23, con tính 22 à. 22. Rồi mã số 9 này còn giao lưu với cô chú với anh chị là 1 triệu đồng luôn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 10. Mã số 10 lấy con hào chiều cao của chú xem ha. Chiều cao nó tại trí này là 80 nha cô chú anh chị. Hào bình thân của chú xem luôn. Bình thân tại trí này là con đo nó hơn 28 mà tính 28 thôi, 28. Bình thân nó 28. Rồi mã số 10 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1 triệu 100 ngàn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 11. Mã số 11 này để con hảo chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là hảo tại chính này là 89 nha cô chú anh chị. Dạ, hoành thân nó con đo tại chính này là 35 nha cô chú anh chị, 35. Có cái chỗ này hồi đó cái nhánh này ông chủ cắt nha cô chú anh chị, mà nó đã làm vô nè. Ông cắt có cái thẹo. Nó mục chút xíu vô à. Rồi mã số 11 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1 triệu 200 ngàn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 12. Này nó con hào chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 88 nha cô chú anh chị. Hoành thân nó đây con hào hoành thân nó. Hoành thân nó đo tại chiếc này là 21 nha cô chú anh chị. 21. Rồi mã số 12 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1 triệu 100 ngàn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 13. Mã số 13 này nó hảo chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó đo tại chiếc này là 86 nha cô chú anh chị. 86. Rồi con hào hoành thân luôn. Hoành thân nó đo tại chiếc này là hơn 24 mà con tính 24 nha cô chú anh chị. Tính 24 mà. Rồi mã số 13 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1 triệu 200 ngàn. Rồi giờ hết đường quế này tới khí gần nha cô chú anh chị. Tới khí gần. Rồi xin phép đổi cây luôn. Số 14 hả? 14. Mà số 14. 14 khí gần nha cô chú anh chị.
Rồi để con hảo chiều cao cho cô chú chị xem. Chiều cao nó là 49. Rồi để con hảo bình thân luôn. Bình thân nó đo tại chiếc này là 27 nha cô chú anh chị, hơn 27 mà tính 27. Rồi mã số 14 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.100.000. Cây này nhỏ mà rất già nha cô chú anh chị. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 15. Số 15 đây con hạo chiều cao cô chú xem. Chiều cao nó là 68. Hoành thân nó đo tại chiếc này là hơn 26 mà tính 26 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 15 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 800. Chương trình con miễn phí ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Mã số 16. Số 16 này là con hạo chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 82 nha cô chú anh chị. Khó đo hoành thân quá. Hoành thân nó đo tại chiếc này là tính 25 thôi, 25. Hoành thân nó 25. Rồi mã số 16 này con giao lưu với cô chú với chị là cũng 800 luôn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Rồi mã số 17. Số 17 này có dáng hơi quái quái. Dáng hơi nghiêng ra 84 nha cô chú anh chị. Bình thân nó con đo tại chiếc này là gần 21 mà tính 20 thôi. Rồi mã số 17 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 500. Chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Cây này hơi quá quái. Mã số 18. Mã số 18 này là con hạo chiều cao cô chú xem. Chiều cao nó là 60 nha cô chú anh chị. Hoành thân nó con đo tại chiếc này là tính gần 32 mà tính 31 thôi. 31. Rồi mã số 18 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 800. Mã số 18. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 19. Mã số 19 này là con hạo với chiều cao của nó cho cô chú xem. Chiều cao nó từ mặt bầu tới đỉnh là 71 nha cô chú anh chị. Hoành thân nó con đo tại chiếc này là 28 mà tính 27 thôi, tính 27 nha. Rồi mã số 19 này con giao lưu với cô chú anh chị là 600. Rồi xin phép đổi cây luôn. Mã số 20.
số 20 này có cái cũ quá trời của chúng chị, quái quá trời quái. Rồi, đây con hào chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 58. Đây con hào nguyên cái cũ nó đặt cho nó cô chú anh chị xem. 70 nha cô chú anh chị. Để con hào một thân cho cô chú xem. Thân nó thì 22. Thân đại diện nó 22. Rồi, mã số 20 này con giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000. Rồi chương trình con miễn có ship tới nhà của chú luôn, gọn xin phép đổi cây luôn. Mã số 21. Này con hạo chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 65, cây này quái dữ lắm quái. Nó nghiêng ra khoảng chừng cỡ 45 nha cô chú anh chị. Cái thân thì nhỏ xíu à. Thân nó có 20 rồi nha cô chú anh chị. Mà cây này nó quái dữ lắm. Rồi mã số 21 này con giao lưu với cô chú anh chị là cũng 1.300.000 luôn. Chương trình con miễn có ship tới nhà của chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây. Rồi mã số 22. Mã số 22 này để con hạo có chiều cao cho chú xem. Chiều cao của nó là 60 nha cô chú anh chị. Hoành thân nó tại trí này là con tính 31 thôi, gần 32 mà tính 31 thôi. Rồi mã số 22 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.400.000. Chương trình con miễn ship tới nhà cô chú luôn. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 23. Mã số 23 này để con hạo cái chiều cao cho cô chú xem ha. Chiều cao nó là 63. Hoành thân nó tại trí này là 30 nha cô chú anh chị. 30, hoành thân nó 30. Hoành thân nó 30. Rồi mã số 23 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 900. Rồi con xin phép đổi cây luôn. Mã số 24. Mã số 24 này là hết khế rồi, quay qua còn mấy cây bông trang con sữa, cây bông sai. Để còn giao lưu với cô chú với anh chị, nếu mà hợp nhãn thì chốt. Cây đó đỏ lá nhỏ nè cô chú anh chị, mà cây bông trang xưa nha. Để con hạo cái chiều cao cho cô chú xem cái cây khế. Khế này là hết khế à. Chiều cao nó 53 nè cô chú anh chị. Cành bay ra là nó 44. Rồi để con hạo bên thân luôn. Bên thân nó đo ngay chân cái eo nhỏ nó là 35. Eo nhỏ xíu. Xét cái thước này hơi khó đo quá. Hôm tính 34 à. Khó đo quá cô chú anh chị. Rồi mã số 24 này con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.200.000. Rồi hết khế tới bông trang nha cô chú anh chị. Đây. Cây này là mấy cây bông trang này là con để con chơi mà để con giao lưu với cô chú anh chị, nếu mà thành công thì con giao lưu với cô chú anh chị luôn. Cây này con ship nếu mà xong thì con lấy chậu ra nha cô chú anh chị.
Dạ, rút chậu ra để chậu nó bể chậu á. Cây này cây hừng à, cây để con chậu chơi. Cây này tàn đa mà cũ dữ lắm, cũ nha cô chú anh chị, con trăng vàng. Để con hạo chiều cao cho cô chú xem. Chiều cao nó là 54. Có 54. Hoành thân nó con đo tại vị trí này là 28 nha cô chú anh chị. Cái cũ nó là 28 đó. Mà nó là tàn đa, đây con cô chú anh chị xem cái cũ nó nè. Cũ nó 28. Tháng ngàn của nó là 48 nha cô chú anh chị. Để con hạo một cái thân bự cho nó, cho cô chú anh chị xem. Thân bự nó là 10, thân bự nó 10. Mà nó nguyên cái cũ cái bể nó dữ lắm luôn. Rồi nếu mà con giao lưu với cô chú anh chị là con móc cái chậu ra là cái em trang vàng này. Con giao lưu với cô chú anh chị là 2.400.000. Rồi chương trình con miễn ship tới nhà của chú luôn. Con rút chậu ra nha. Rồi tới bông trăng đỏ. Tới bông trăng đỏ con còn 4 cây. Mà có 2 cây vắng bay. Rồi 1 cây thì tàn rớt. Còn cây thì cũng tròn tròn. Dạ. Bây giờ tới còn 4 cây bông trăng đỏ xưa nha cô chú anh chị. Cây này con sửa không sai con chơi. Mà con giao lưu với cô chú anh chị xong thì con nhường cho cô chú anh chị chơi luôn. Cây này con sửa vắng bay nè. Để con hạo gần bay cho cô chú xem là 129 nè. Đây nè. Đó. Nó là mặt nhìn vậy đó. Rồi con hạo hoành thân cho cô chú xem luôn. Hoành thân nó đo tại chiếc này là 17 nha cô chú anh chị. 17. Cái này là cành bay. Này con có sữa uống sẵn hết một nước dây à. Dạ. Cây này giá con rút chậu ra con giao lưu với cô chú với anh chị là 2.500.000. Dạ, bó bầu. Nó hừng chậu chân nha cô chú anh chị. Rồi, còn tới cây bông trang số 2 đỏ này là để con hạo cái cũ cũ dữ lắm, nó cũ. Hoành thân nó thì có 15 mà cái cũ nóng lạnh luôn nè. Tại con lắp cũng không có môi lên. Chiều cao nó thì 70. Tàn tròn của nó là 88. Cây đỏ xưa. Cây này nếu mà con móc chậu ra là con giao lưu với cô chú với anh chị là 1.700.000. Cây này cái cũ dữ lắm, nó cũ luôn. Mà cái thân trên này nhỏ, cũ dữ lắm. Rồi. Dạ. Rồi cái kế. Cái kế này cũng đỏ xưa nữa. Cũng cây này cũng cành bay nữa. Để con hạo chiều bay cho cô chú xem. Chiều bay ra là 129. Chiều cao lên là 70. Rồi, để con hạo hoành thân cho cô chú xem. Hoành thân nó là 16 nha cô chú anh chị. Hoành thân nó 16. Mấy cái này là con giao với cô chú anh chị là con móc chậu ra nha. Móc chậu ra. Rễ nó cứng nhắc ở trong cái chậu hết trơn rồi. Rồi. Cây này cũng vậy luôn. Cây này con cũng giao lưu với cô chú anh chị cũng 2.500.000 luôn. Rồi. Tới cây thứ đỏ xưa thứ tư số 4. Đây cây này là con quýnh tàn rớt. Đây, con đo cái tàn ấm nó là 95. Còn chiều cao nó từ mặt bầu lên là 77 nha cô chú anh chị. 77. Đây, hoành thân cái này lớn, hoành thân cái này nó 20 mà con tính 19 nè. Bị nó cởi mấy cây nhỏ nhỏ là tính 19 nè. Cây này cây đỏ xưa. Đây, nó bị cắt lên tới trên đây nó rớt xuống là 50. Cây nó tàn rớt nha cô chú anh chị. Hai cây bay với cây phân tàn tròn tròn. Con cũng còn bên đây hai cây bay nữa. Rồi cây này con cũng giao lưu với cô chú anh chị cũng 2.500.000 luôn. Như mình tham khảo ha, còn hai cây tham khảo thôi. Cây này cũng cây bay luôn.
Rồi rồi, sẵn mới đo luôn đi. Cây này hoành thân 16. Cái cũ hết biết cái cũ à. Cái cũ bự lắm luôn. Để con Hảo cành bay ra cho cô chú xem. Cái này 108. Cây này nếu mà cô chú anh chị có chốt thì cũng rút chậu ra cô chú anh chị. Cây cũng để con chơi mà này cũng giao lưu với cô chú anh chị được rồi, con giao lưu. Rút chậu ra. Cây này cũng để cho cô chú anh chị là 2.200.000 thôi. Dạ. Rồi. Còn cây này nữa, còn cây giới thiệu cho cô chú anh chị xem luôn. Sẵn giới thiệu luôn. Cây này cành bay. Cành bay ra là 117. Cây này hoành thân nó lớn á. Hoành thân nó theo con độ, nếu mà ở đây thì có 14 mà ở trong này khoảng 18 á nghe cô chú anh chị. Nguyên cái củ nó nằm nó ngã xuống luôn. Nếu mà cô chú thần ý thì cây này con cũng giao lưu với cô chú anh chị cũng 2.500.000 luôn mà con rút chậu. Đây con vô hết nước dây ấm tàn hết rồi đó. Dạ. Cú clip thì con cũng cảm ơn các cô, các chú, các anh, các chị. Những clip vừa qua cô chú xem kênh và ủng hộ con rất là cảm ơn cô chú với anh chị. Để con có cái động lực để con sưu tầm những cây đẹp để con giao lưu với cô chú với anh chị. Rồi con rất cảm ơn cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với Hoa Kiển Minh Chí để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.